Hello mọi người. Sáng nay thì nhóm thiện nguyện bầu bí đã đi sẽ đi trao cái 28 cái bảo hiểm y tế cho học sinh đó mọi người. Và bây giờ thì vượt một cái đoạn đường xa là từ Rạch Giá đến xuống đây là Vĩnh Thuận. Vĩnh Thuận trường trung học và trung học cơ sở Phong Đông nha. Đến trường trung học cơ sở Phong Đông để trao 28 phần quà và 28 cái bảo hiểm y tế cho học sinh nha mọi người. Bây giờ mình xuống đây nhé. Trời ơi, mọi người tập trung ở đây rồi, quá trời mưa rồi mọi người. Mến chào mọi người nha. Hôm nay thì xuống làm cái công tác thiện nguyện mà nhóm bầu bí hổng rài đã vận động quý mạnh thường quân đó để hỗ trợ cái bảo hiểm y tế cho học sinh nha mọi người. Và sáng kiến thì nhóm cũng đem mì gói và kể cả cá mòi để trao cho các em học sinh đó. Thì đây nè mọi người, quay đầu xe đi. Rồi chào các con. Được rồi, đường xa không? Đi đường có xa không? Mấy giờ tới? Hả? Dạ, từ 8 giờ hả chú? 8 giờ mấy mới xuống đây hả? Đường xa không? Đường nhà mình tới xa không? À vậy hả? Tụi con thì không có rành đường trong này đâu, không có rành trong xã, trong ấp của mình. Rồi con năm nay học lớp mấy vậy? Con tên gì? Hả? Nói lớn lên, con tên gì? Chịu hả? Rồi học lớp mấy? Con học lớp mấy? Là lớp 2 mấy? Lớp 2 mấy nhớ không? Rồi năm nay lớp 1 lên lớp 2 nè. Rồi trời ơi cưng quá à. Thôi bây giờ tranh thủ đi. Xíu nha con. Con đi vô trong này để ngoài mưa. Đúng rồi. Kệ đi, chịu khó một xíu đi. Ừ, xích vô trong nha. Con ngồi ghế đi. Có ghế ngồi không? Có ghế ngồi không? Rồi còn bạn nào nữa không? Mấy bạn đứng bên kia nữa hả? Bây giờ mượn cái cảnh trường này nha. Mượn cái cảnh trường này để trao cho các bạn nhỏ chúng ta. Út có cần vô trong không Út? Đứng ngoài này thì bị mưa nè, bị mưa tội nghiệp tụi nhỏ. Đứng ngoài mưa. Vô trong hả? Hay là vô trong cái mái hiên đó đó. Dạ trong cái mái hiên đó đi Út ơi. Đúng rồi, nhưng mà con lấy cái chào tổng trường cho Út đi. Rồi con đang nè. Cô ơi. Ở trong đó là khu cách ly. Khu cách ly hả? Nhưng mà mình đâu vô trong, mình đứng ngoài này nè. Mình đứng ở ngoài ấy được không? Chụp bản trường luôn hên. Rồi dạ. Trời mưa. Rồi lại sợ trời mưa tội nghiệp mấy đứa nhỏ đó. Thôi vô nhà đi. Hả? Vô trong cái máy hiên đó được không anh? Dạ vô trong máy hiên đi. Dạ. Cho mấy cháu nhận ở trong đó đi, mấy cháu vô đó, đưa 5 đứa 6 đứa gì vô trong đó đi rồi mình vô. Con đang lấy phim. Dạ. Hello. Đó, đây là trưởng nhóm bầu bí. Xuống tới trường tiểu học và trung học cơ sở của Phong Đông của huyện Vĩnh Thuận để trao 28 phần quà bảo hiểm y tế và 28 phần quà cho 28 cháu học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn. Thì cũng trời mưa, hay là trời mưa thì chắc có lẽ là cũng đồng cảm với lại tất cả những tấm lòng nhân ái. Ông trời ông đã động lòng nha cả nhóm. Hôm nay là xin phép nghỉ một ngày luôn cả nhà. Chắc có lẽ dễ thương là quá. Mong là cơ quan thông cảm để không còn ngày nữa các em ở trường cũng không có thời gian rồi đó nha.
Và bảo hiểm thì nói chung là cũng phải mua kịp thời, kịp lúc để cho các em có được cái bảo hiểm đầu năm học mới đó mọi người ơi. Thầy ơi, bây giờ mình theo dựa theo cái danh sách hả? Không có, bây giờ cho các em cứ tập trung vô mình trao một lần luôn được không thầy? Dạ. Dạ. Có nghĩa là 6 em lần lượt lên. Rồi, dạ thầy. Rồi, bố trí luôn đi thầy ơi. Bố trí cho các em cho xong đi. Bây giờ đề nghị các em học sinh có thì cứ có hiện tại có mặt á thì gọi ơi. Bây giờ không có vắng đứa nào, rồi điểm danh giùm đi coi vắng đứa nào đóng ra cái trường nè. Hiểu rồi chưa? Rồi. Quốc tiến. Không đứng lại con này nè, đóng đi. Thôi thầy ơi, thầy bây giờ là có các em học trò cứ vô cho vô luôn đi thầy. Vô sáu đứa trước đi. Mình khỏi kêu tên đâu, khỏi kêu tên. Dạ, khỏi kêu tên đi. Dạ. Bây giờ 6 bạn cứ vô đi, 6 con cứ vô đi. Con tranh thủ đi con. Con đi lẹ đi con. Rồi, mấy đứa bé cứ vô đi, tập trung vô đây trong này đi con. Rồi, phụ huynh cho mấy bé vô tập trung trong này luôn đi. Mấy nè, bây giờ mấy con cứ vô trong một cái nhóm bên đó đi, vô sắp xếp bên đó đi ha. À, phân nửa đi thôi ha. Rồi. Nè con gì vậy, mấy con tập trung qua bên đó đi, tập trung qua bển vô trong đi, vô trong mưa đi. Rồi bắt đầu sáu bạn lên ha. Nè mấy con nhỏ thôi, mấy con qua bên này đi nè. Con nè, con mấy con đi vô trong mái hiên đi, rồi xong bắt đầu cái chú mắt rồi mấy con đi vô nha, vô trong mái hiên đi. Cho mấy bạn này nhận trước nha. Rồi bây giờ trao luôn đi Út ơi. À, sắp quà nữa. Phải có được cái mái hiên che ngoài này thì quá ok rồi. Thủ lưng nhờ ai để trao quà sao không? Đúng rồi, con trao quà. Khoan Út, đợi con xíu. Bây giờ không có, mình cứ sắp dưới chân cho bé đi Út ơi. Đâu đưa cái máy chụp hình cho Luân qua. Rồi được thôi. Út đưa con cái máy để con chụp hình trước. Lưu lại hình ảnh nha. Trời ơi, nhỏ xíu à, dễ cưng quá vậy. Hả? Dễ thương quá vậy. Dạ. Rồi được. Rồi gửi cho con thẻ bảo hiểm nha, với những phần quà nha. Rồi chúc mấy con nhiều sức khỏe nha, học tốt nha.
Rồi, các con rồi, các con lấy. Ừ. Rồi. Rồi xong rồi cho mấy đứa về đi ha. Dạ dạ. Rồi mấy con nhận quà đi, nhận quà về đi con. Hôm nay này tặng mấy bạn khác. Rồi đây. Rồi ha, đại diện ha, rồi sẽ trao tiền, sao trao tiền đặng mua bảo hiểm cho con. Mua bảo hiểm cho các con nha. Rồi. Rồi, các con đi về ha, đi về nha. Rồi, hai con đứng xa đứng vô đi. Rồi mấy bé vô đi con. Vô 6 đứa rồi, 4 em nữa, 4 em nữa rồi. Rồi 4 bạn này à. Rồi 4 bạn này ha, 4 bạn này ha. À, thầy mình có nước sát khuẩn cho bé không thầy? Rồi đưa máy cho con tích mở lại. Rồi, gửi cho con các phần quà nghe. Rồi mấy con xách đi, xách nha, xách về nha. Rồi. Cưng quá trời cưng rồi nè. À, con đang live stream rồi. Con đang live stream nè. Dạ, cầm cái này ha, cầm live stream con. Cầm live stream ra. Ủa nãy mà nãy giờ xách kiểm danh được đứa nào chưa, đặng còn đứa quà những đứa vắng chứ. Trời trời. Sách nãy giờ không có lấy được không? Dạ thầy, cho em mượn. Hả? Không tra rồi. Biết ai con hay không? Sách của mình đã có, thầy cứ giữ đó. Thầy mua cho các em. Cái bữa nay là mình, nếu mình không có tranh là không biết đứa nào nó có. Ừ. Thôi không sao, hỏi cái cháu nào đã nhận rồi. Ừ. Không có thứ tự. Ừ. Rồi. Ê, còn bạn nào nữa không? Con trai áo xanh cầm chụp cho cô ơi con. Cô nhờ con chuyển qua cái hình ảnh lại đây. Chuyển qua. Rồi đó, con chụp cho cô. Ôi ơi, sao cái anh nó nhỏ xíu vậy? Anh nó nhỏ xíu vậy? Ôi, rồi bây giờ là à, chú Luân trao xong rồi, chú Luân trao quà, chú Luân chúc các cháu đi. Rồi cho các cháu về đi, ở đây lâu không tốt. Rồi chúc các cháu học giỏi nha, sức khỏe học giỏi. Rồi à, đi học hoặc là ở nhà thì cũng phải thực hiện đúng, luôn luôn làm khẩu trang đúng trên miệng nha. Rồi vậy thôi về đi. Rồi. Trời ơi, ước gì tôi có nhiều cái điều kiện rồi, cảm ơn con. Rồi. Trả hũ lưng đây giao lại cho trường. Còn lại các cháu thì giao lại cho trường đi. Rồi. Rồi bây giờ đại diện Nga Hùng là hai cô cháu mình. Bây giờ Út có trao tiền không? Đưa con cái máy đi. Quên trao tiền. Út trao tiền đi, Út làm nhiệm vụ trao tiền đi. Nè qua chụp hình đi quay. Nhớ chụp cái Út trao tiền á. Tới cái công đoạn là Hương sẽ trao tiền.
tiền của bảo hiểm của 28 để mua bảo hiểm cho thầy hiệu trưởng đó. Bây giờ hôm nay là thầy hiệu trưởng sẽ nhận nha. Đây đúng cái bé tiền của 28 của bảo hiểm y tế. Dạ đúng rồi. Tổng số tiền bảo hiểm là 15.220.000 đồng để mua bảo hiểm cho các em trường tiểu học, trung học cơ sở của Phong Đông. Dạ. Rồi với số tiền này thì chuyển lại cho thầy hiệu trưởng. Dạ. Để mua cho các em nhân dịp năm học mới để các em có bảo hiểm y tế. Rồi. Thì hôm nay thì chào cả nhà. Thời tiết hôm nay thì cũng quá trời cảm động rồi. Giữa cái trời mưa gió như thế này và được sự bố trí của nhà trường, của thầy hiệu trưởng đã trao cái số tiền cho để mua bảo hiểm, 28 cái bảo hiểm cho các em thuộc tiểu học và trung học cơ sở, những cái hoàn cảnh mà khó khăn và không có điều kiện để mua bảo hiểm. Thì qua những cái ngày mà vận động các mạnh thường quân ở của nhóm Bầu Bí đó, thì hôm nay đã mua được 28 cái bảo hiểm cho các em rồi mọi người. Thì đây là cái bảo hiểm về sức khỏe, thật sự ra rất là ý nghĩa, và cái bảo hiểm nó rất quan trọng đối với các em học sinh đó. Rồi một lần nữa thì xin cảm ơn quý anh chị em các mạnh thường quân nha, rất là nhiều nè. Dạ. Và xin chào và hẹn gặp lại ở những cái chương trình tới nha mọi người.